Trương Triết Hạnh bị tố mua like trong cuộc chiến với Vương Nhất Bác. Mới đây, bộ phim Cảnh sát bảo vệ hòa bình vừa chính thức đóng máy. Hình ảnh về buổi tiệc mừng kết thúc ghi hình của đoàn làm phim đã được công bố. Vì bộ phim có sự tham gia của hai nam diễn viên vô cùng nổi tiếng là Vương Nhất Bác và Trương Triết Hạnh nên đã thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Bài viết của đoàn làm phim nhận về lượt tương tác khủng, lượt like vượt mốc trên 5 triệu, cùng 1 triệu lượt chia sẻ và hàng chục ngàn bình luận. Sau khi ekip chính thức công bố đội diễn viên chính, fan hâm mộ của Hoàng Cảnh Du, Vương Nhất Bác và Trương Triết Hạnh đã nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến kiểm soát phần bình luận dưới bài và đo số liệu để phần cao thấp, giúp thần tượng của mình không bị thua thiệt so với đồng nghiệp. Trong đó, Trương Triết Hạnh và Vương Nhất Bác là hai ngôi sao rất hot ở thời điểm hiện tại. Không có gì ngạc nhiên khi fan hai bên xem nhau là đối thủ để cạnh tranh. So với lượt tương tác bài viết lần sự chiếm giữ trên top đầu bình luận, thì fan Vương Nhất Bác rõ ràng đã giành được phần thắng. Những bình luận chiếm top đầu đều thuộc về fan của ngôi sao Trần Tình Lệnh với lời nhận xét vô cùng có tâm, chân thành. Dân mạng cũng nhận ra rằng trong số những lời bình luận này có rất nhiều tài khoản couple bắt quần nhất tiêu, cho thấy sức ảnh hưởng và độ quyền lực của fan couple trong fandom Vương Nhất Bác. Fandom Vương Nhất Bác đã áp đảo hoàn toàn phía Trương Triết Hạnh. So sánh bài viết chia sẻ riêng biệt của hai nam diễn viên, có thể thấy số liệu tương tác trên bài của Vương Nhất Bác gấp đôi so với Trương Triết Hạnh, khoảng cách giữa hai bên rất rõ ràng. Dù đã thắng áp đảo, nhưng fan Vương Nhất Bác vẫn quyết làm rõ khi phát hiện phía Trương Triết Hạnh có dấu hiệu mua like. Đặc biệt là những dòng bình luận trong bài viết của nam diễn viên Sơn Hà Lệnh nhận được lượt like rất khủng. Đồng thời nhiều người cũng tố giác rằng tài khoản của họ bất ngờ tự đọc like những bình luận này dù rằng họ không hề muốn làm thế. Sự việc lần này kéo theo cả Vương Nhất Bác liên lụy vì vốn dĩ tố mua like thì đúng nhưng lại là fan Vương Nhất Bác làm. Chuyện mua lưu lượng, Thúy Quân đã không phải là chuyện gì xa lạ tại giới giải trí Hoa ngữ. Cbiz đâu ngại scandal, hơn nữa đủ tiền thì chắc chắn rằng cũng sẽ đủ sức để có thể tạo ra bạo hồng thôi. Tuy nhiên, kéo Vương Nhất Bác vào trong này dẫn tới fan hai nhà đánh nhau dữ dội. Bên fan Vương Nhất Bác cãi rằng họ không liên quan, dù sao cũng chung một phim, bây giờ lời cãi đôi đường, làm sao phải tố. Tuy nhiên lúc này, phía Trương Triết Hạnh nhìn thấy idol nhà mình bị nói cũng xù lông nhiễm, quyết tâm chỉ mũi dùi về bên phía người bị chỉ mặt điểm tên. Thế là cả hai fandom đại chiến tới mức gà bay chó sủa. Tìm kiếm từ khóa mua like trên Weibo chỉ toàn ra những nội dung liên quan đến chủ đề Trương Triết Hạnh mua like. Trước những lời tố giác của fan Vương Nhất Bác cùng dân mạng về sự việc này, studio của Trương Triết Hạnh đã lên tiếng phủ nhận việc mua like và cho biết. Trước vấn đề về lượt like tự động, chúng tôi đã gặp vài sự cố không rõ ràng. Chúng tôi đã thảo luận và trao đổi với phía đoàn phim để tránh xảy ra hiểu lầm và sẽ xóa bài viết chia sẻ của diễn viên trong bài đăng này. Đây là sự cố mang tính kỹ thuật, chúng tôi không thể giải quyết được. Phản hồi này từ phòng làm việc đã khiến cho cư dân mạng cực kỳ phẫn nộ. Không ít fan Vương Nhất Bác lên tiếng mỉa mai câu trả lời này của phía Trương Triết Hạnh. Bởi vì bọn họ cho rằng vì sao bớt chỉ có mình Trương Triết Hạnh hưởng like. Hơn nữa giải thích cũng quá đổi mơ hồ, tất cả đổi cho nền tảng Weibo mà được ư. Vậy nên cuối cùng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, chỉ trích chỉ ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi.